Hello, chào buổi chiều cả nhà mình. Chúc cả nhà mình một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Các anh chị đang xem livestream thì có thể tag tên của mình vào. Chúng ta gieo nhân tốt thì có cả bầu trời quả ngọt cả nhà nhé. Mình xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay và xin chúc cho mọi thành công lợi lộc sẽ đến với chúng ta. Và buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái chuỗi livestream 7 ngày làm chủ đồng tiền ngay lập tức. Và đây là buổi thứ ba với chủ đề là tại sao bạn biết ơn tất cả số tiền bạn đã nhận. Anh chị em nào chưa kịp nghe buổi 1, buổi 2 thì các anh chị có thể là nhắn tin cho mình để mình gửi lại các video trước. Chúng ta xem lại để chúng ta có thể sâu chuỗi được toàn bộ cái bí kíp và nắm bắt được hết những điều vô cùng tuyệt vời này nhé các anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi chiều ngày hôm nay. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với chương trình 7 ngày làm chủ đồng tiền ngay lập tức. Và ngày hôm nay là nếu như các anh chị biết được lý do tại sao anh chị phải phải biết ơn tất cả các số tiền mà anh chị đã nhận được trong cuộc sống, thì mình tin chắc rằng các anh chị sẽ có cái cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Người biết ơn thì luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Nếu như bạn đang sống thiếu thốn về tiền bạc thì cái cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc sẽ không bao giờ khiến cho bạn có nhiều tiền hơn. Bởi vì những cái cảm xúc ấy nó đến từ cái việc bạn không có biết ơn tiền bạc. Phàn nàn về tiền bạc, cãi nhau về tiền bạc, chán nản về tiền bạc, phê phán về cái số tiền phải trả cho một cái thứ gì đó, thì cái tình hình tài chính của bạn nó cũng sẽ không được cải thiện, nó chỉ có tệ đi mà thôi. Vậy bạn hãy biết rằng là chỉ một lời phàn nàn cũng có thể ngăn chặn cái dòng chảy tiền bạc đến với bạn. Trước kia mình cũng rất là thờ ơ với tiền bạc cũng như mọi thứ mình được nhận trong cuộc sống. Nhiều khi mình còn tỏ ra không hài lòng với những món đồ mà ba mẹ mình mua cho mình. Ba mẹ luôn dành cho mình tất cả những gì tốt đẹp nhưng mình không biết trân trọng. Mãi cho đến khi mình biết đến câu lạc bộ thì mình mới thật sự hiểu về cái giá trị khi biết ơn và trân trọng những gì mình nhận được anh chị ạ. Người nào đã có sổng lòng biết ơn đối với tiền bạc sẽ được ban tặng thêm. Và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc thì những gì anh ta hoặc cô ta có sẽ bị tước đi. Cảm thấy biết ơn đối với tiền bạc với từng đồng tiền nhỏ nhất, khi chỉ với 1.000 đồng mình cũng biết ơn. Ban đầu mình cảm thấy đó là một thử thách. Nhưng khi mình hiểu được rằng mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi mình cảm thấy biết ơn. Hiểu được điều đó đã làm cho mình thức tỉnh. Và các anh chị hãy ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của anh chị. Khi mà anh chị chưa có tiền hoặc có rất ít tiền, hãy nhớ lại những cái ký ức mà người khác đã chi trả tiền bạc giúp anh chị và nói từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mỗi kỷ niệm ấy. Có phải anh chị luôn có đủ thức ăn để ăn? Anh chị được sống trong cái căn nhà ấm áp, anh chị được đi đến trường mỗi ngày, anh chị được nhận những cái món quà, anh chị đã từng có nhiều quần áo mới khi mà cơ thể anh chị lớn lên một cách nhanh chóng, anh chị đã từng có tivi để xem, anh chị có điện để chiếu sáng, anh chị có nước để sử dụng. Tất cả những điều này đều tốn tiền mà anh chị đã không phải trả. Hãy nhớ lại và cảm thấy thật sự biết ơn những điều mình đã nhận trong quá khứ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã được nhận trong quá khứ và số tiền của bạn sẽ gia tăng trong tương lai. Và đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ. Và bây giờ anh chị hãy lấy một tờ tiền ra. Ha. Và anh chị hãy lấy một cái tờ tiền ra. Mình trân trọng từng mình trân trọng và biết ơn từng cái đồng tiền nhỏ nhất anh chị ha. Và đây là một cái đồng tiền một đồng tiền và anh chị hãy bây giờ anh chị hãy ghi lên trên cái tờ tiền này với nội dung như sau. Các anh chị hãy ghi lên lấy một cái tờ giấy nhỏ ha. Mình sẽ ghi lên
cái tờ giấy này là nội dung là cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và sau đó là các anh chị dán vào trong cái tờ tiền này. Các anh chị dán vào trong cái tờ tiền này ha. Và mình sẽ để cái tờ tiền nhiễm màu này trong cái ví của mình. Mình có thể để cái tờ tiền này trong cái ví của mình, trong cái ngăn ví của mình. Và mình thật sự là biết ơn, bởi vì biết ơn thì mới cho mình được cái sự đủ đầy về tiền bạc mà anh chị có được trong quá khứ. Và anh chị hãy đọc cái dòng chữ này hai lần mỗi ngày, mỗi khi mà mình mở ví ra để mình lấy tiền thì mình thấy cái dòng chữ này và mình hãy nói biết ơn tất cả những khoản tiền mà tôi đã được nhận trong cuộc sống. Và cảm xúc của anh chị càng cao thì phép màu sẽ thay đổi hiện trạng về tiền của anh chị nhanh chóng bấy nhiêu. Bởi vì sao ạ? Càng biết ơn với tiền bạc đồng nghĩa với việc anh chị càng có nhiều tiền. Và đây là một phần nhỏ kiến thức mà Minh học được học trong cái môi trường câu lạc bộ. Nếu anh chị thấy hay và giá trị thì hãy ứng dụng nó vào trong cuộc sống của mình các anh chị nhé. Và Minh cũng dành cơ hội cho những anh chị nào mong muốn và khát khao được học tập trực tiếp từ người thầy của mình thì hãy nhanh tay để đăng ký với Minh để được nhận cái phần quà là một vé học tập miễn phí cùng với Minh vào lúc 20:30 thứ bảy tuần này, ngày 2 tháng 12 năm 2023. Và hiện tại chỉ còn có 10 vé thôi với giá 0 đồng dành cho anh chị nào thật sự khao khát muốn làm chủ đồng tiền ngay lập tức. Thì hãy nhanh tay đăng ký cho mình ngay sau khi anh chị xem xong cái livestream này để được có mặt trong cái chương trình đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Và anh chị còn được học trực tiếp từ người thầy của mình luôn. Cơ hội không chờ đợi ai và chỉ dành cho người nào biết nắm bắt và hành động nhanh chóng để có được cái tấm vé đặc biệt này nhờ giúp mình làm chủ đồng tiền, làm chủ cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong chuỗi livestream tiếp theo vào 15 giờ chiều ngày mai nhé.